Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Phần tin Thế giới tối ngày 22 tháng 6 sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Toàn bộ 5 thành viên trên tàu ngầm Titan đã thiệt mạng, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ xác nhận. Trong một bản tin trùng rợn, vợ thuyền trưởng tàu Titan mất tích là hậu duệ của nạn nhân tàu Titanic. Mưa đá đổ xuống rạp hát nổi tiếng ngoài trời ở Colorado, Hoa Kỳ, gần 100 khán giả bị thương. Ngân hàng Anh tăng lãi suất do lạm phát, Hoa Kỳ cho phép bán thịt gà nuôi cấy, tỷ phú tuyển bảo mẫu cho chó cưng lương 127.000 đô la Mỹ. Cùng một số tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tất cả toàn bộ năm thành viên trên tàu ngầm Titan đã thiệt mạng. Các mảnh vỡ từ tàu lặn Titan được tìm thấy gần tàu Titanic vào sáng thứ năm hôm nay bởi một thiết bị robot hoạt động dưới nước được điều khiển từ xa gọi tắt là ROV. Sau cuộc tìm kiếm kéo dài 4 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết tất cả 5 thành viên đoàn trên tàu lặn đều đã tử vong. Các mảnh vụn được tìm thấy cách con tàu Titanic khoảng 500 m vào khoảng 9 giờ sáng nay và được xác định là từ vỏ ngoài của Titan. Các quan chức cho biết là mảnh vụn này phù hợp với một vụ nổ trong cột nước. Chuẩn đô đốc John Moger của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết trong buổi họp báo vào chiều thứ Năm hôm nay, việc hỗ trợ trong chiến dịch tìm kiếm cực kỳ phức tạp này là rất mạnh mẽ và được đánh giá cao. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn về toàn bộ hỗ trợ quốc tế đã cung cấp. Theo CNN, phương tiện điều khiển từ xa ROV lần đầu tiên chạm tới đáy biển là thuộc sở hữu của công ty dịch vụ nghiên cứu Pelagic của Massachusetts. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết Tàu Canada Horizon Arctic đã triển khai một ROV đã chạm đáy biển và bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu lặn Ocean Gate bị mất tích. Một tàu của Pháp, Latalon, cũng đã tham gia nỗ lực và triển khai thêm một ROV. Năm mảnh vỡ riêng biệt đã được phát hiện cho phép các nhà chức trách xác nhận chúng đến từ Titan, bao gồm cả đuôi tàu. Họ ngay lập tức thông báo cho các gia đình. Chuẩn đô đốc Moker cho biết ông không có câu trả lời về việc liệu thi thể của năm người đàn ông trên tàu có khả năng được trục vớt hay không. Đây là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt dưới đáy biển, ông nói. Chuẩn đô đốc cũng cho biết thêm là ROV sẽ ở lại trong khu vực này khi cuộc điều tra về những gì đã xảy ra tiếp tục. Một nỗ lực tìm kiếm quốc tế do lực lượng bảo vệ bờ biển dẫn đầu đã chạy đua với thời gian để xác định vị trí của tàu Ocean Gate Expedition và các thủy thủ trên đoàn tàu. Con tàu được ước tính có nguồn cung cấp oxy trong 96 giờ khi nó được phóng vào sáng Chủ nhật ở Bắc Đại Tây Dương. Chiếc tàu lặn có tên là Titan đã mất tích cách bờ biển Newfoundland hơn 600 km vào sáng sớm Chủ nhật sau khi lặn xuống hướng tới xác tàu Titanic. Trong một nguồn tin rụng rợn, vợ thuyền trưởng tàu Titan mất tích là hậu duệ của nạn nhân tàu Titanic. Theo New York Times, ông Stockton Rush là CEO của công ty thám hiểm Ocean Gate, cũng là thuyền trưởng mà lái chiếc tàu lặn Titan mất tích vào hôm 18 tháng 6, đã kết hôn với bà Wendy Rush, vốn là con cháu của một cặp vợ chồng đại gia nổi tiếng đã từng chết trên chiếc tàu Titanic năm 1912. Ông Stockton Rush, chủ của con tàu lặn Titan và là một trong năm người trên tàu lặn Titan mất tích là hậu duệ của người lập quốc Mỹ. Ông Rush là người lái tàu Titan. Theo tờ New York Times ngày 22 tháng 6, ông Rush là hậu duệ của ông Benjamin Rush và ông Richard Stockton, hai trong số những người đã ký vào tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ. Ông Stockton Rush tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng kỹ sư không gian vũ trụ vào năm 1984. Năm 2009, ông thành lập Ocean Gate tại Everett, bang Washington, Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn chiếu trên đài CBS hồi năm ngoái, ông Rush nói, mơ ước thổi nhỏ là trở thành phi hành gia và sau khi có được bằng tốt nghiệp là làm phi công máy bay tiêm kích. Vợ của ông là bà Wendy Rush, là hậu duệ của cặp đôi đại gia Isidore và Ida Strauss. Hai trong số những người giàu nhất trên tàu Titanic, ông Isidor Strauss sinh năm 1845 và là đồng sở hữu của thương hiệu bán lẻ Macy's. Những người sống sót sau thảm họa chìm tàu Titanic kể là đã nhìn thấy ông Isidor đã từ chối lên phao cứu sinh khi còn nhiều phụ nữ và trẻ em trên tàu Titanic chờ được cứu. Bà Ida quyết định không rời khỏi chồng và cả hai đã được nhìn thấy nắm tay nhau đứng trên bong tàu lúc con tàu chìm. Thi thể của ông Isidore được tìm thấy trên biển hai tuần sau khi tàu Titanic chìm vào năm 1912. Nhưng thi thể của bà Ida không được tìm thấy. Hình ảnh ông bà Strauss cũng được đạo diễn James Cameron tái hiện trong bộ phim bom tấn Titanic năm 1997. Trong đó một cặp đôi lớn tuổi ôm lấy nhau trên giường trong lúc nước từ từ dâng lên trong buồng tàu. Theo The New York Times, bà Wendy Rush gọi ông bà Strauss là ông bà Sơ. Bà Rush cưới ông Stockton Rush vào năm 1986. Bà từng tham gia ba chuyến thám hiểm tàu Titanic và là giám đốc truyền thông của Ocean Gate theo thông tin trên trang LinkedIn của bà. Bức thư của một hành khách người Uruguay trên con tàu huyền thoại Titanic sẽ được bán đấu giá tại thủ đô Montevideo của Uruguay vào tuần tới với giá khởi điểm là 12.000 đô la Mỹ. Theo thông tin mà hãng đấu giá Zorilla công bố, doanh nhân Ramon Gomez người Uruguay, lúc đó 71 tuổi, sinh năm 1840 và mất năm 1912. Ông Gomez đã viết bức thư nói trên khi tham gia hành trình trên con tàu định mệnh Titanic. Bức thư đề gửi cho người anh em của ông tên là Adolfo, bức thư dài hai trang, trong đó một trang viết đầy đủ hai mặt. Bức thư được đề gửi đi từ Queenston Island, chặn dừng chân cuối cùng cách thời điểm xảy ra vụ đắm tàu Titanic chỉ 4 ngày. Trang thư hoang ố có đoạn tác giả miêu tả quan cảnh trên khoang tàu hẳn nhất của mình, ghi rằng mọi thứ đều mới mẻ và giàu có. Ngoài ra thì trên trang thư có dòng chữ viết tay của người nhận thư rằng bức thư cuối cùng của người anh em yêu dấu. Tàu Titanic bị chìm sau khi đâm vào một tảng băng trôi trong chuyến đi đầu tiên từ thành phố Southampton, Vương quốc Anh đến thành phố New York, Hoa Kỳ năm 1912 thảm kịch khiến hơn 1.500 hành khách thiệt mạng. Theo tờ Japan Times, trong dự báo thời tiết cho tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết là sự kết hợp của hiện tượng El Nino, nước ấm hơn ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, cùng những tác động kéo dài của La Nina đang gây ra mây dông ở Philippines đã đẩy áp suất cao ở Thái Bình Dương về phía Tây, Điều này có nghĩa là miền Đông và miền Tây Nhật Bản cùng với Okinawa và quần đảo Amami sẽ bị không khí nóng bao phủ. Theo đó, thì nhiệt độ trung bình trong tháng 8 ở khắp các khu vực của Nhật Bản có thể cao hơn thông thường ngoại trừ vùng Tohoku và Hokkaido. Nhiệt độ trung bình tháng 7 và tháng 9 được dự báo sắp xỉ nhiệt độ bình thường hàng năm. Đầu tháng này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết là El Nino đã bắt đầu và có khả năng kéo dài đến mùa thu, theo Viện Nghiên cứu Đại dương và Khí quyển của Đại học Tokyo nhận định, vào mùa hè này, El Nino sẽ mạnh hơn và hiện tượng này được gọi là siêu El Nino. Họ giải thích rằng do El Nino mạnh hơn cùng những tác động của biến đổi khí hậu, thế giới sẽ ghi nhận những kiểu thời tiết cực đoan từ mùa hè này và sau đó. Tại Nhật Bản thì dù đã bước sang mùa mưa nhưng nhiệt độ vẫn gia tăng. Vào cuối tuần qua, nhiều khu vực của Nhật Bản đã chứng kiến nền nhiệt tăng lên tới 30 độ C, nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo sốc nhiệt. Thành phố Mabashi ở tỉnh Gunma có nhiệt độ tăng lên 35,5 độ C vào ngày 18 tháng 6. Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho biết, tính đến cuối tuần qua đã có tới 1.843 người phải nhập viện, nghi do sốc nhiệt, cao hơn gấp đôi so với tuần trước. Trong khi đó, nhiệt độ ở Bắc Kinh hôm 22 tháng 6 đã vượt qua mức 41 độ C và phá vỡ kỷ lục về ngày nóng nhất trong tháng 6. Giữa lúc cái nắng thiêu đốt đã quay trở lại nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, một trạm khí tượng ở vùng ngoại ô phía Nam Bắc Kinh, nơi được xem là thước đo chuẩn về thời tiết tại thủ đô Trung Quốc, đã ghi nhận mức nhiệt 41,1 độ C lúc 15 giờ 19 ngày 22 tháng 6. Theo báo Beijing News, kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tháng 6 trước đó là 40,6 độ C được ghi nhận vào ngày 10 tháng 6 của năm 1961. Tại thị trấn Thang Hà Khẩu ở phía đông bắc Bắc Kinh, nhiệt độ lên tới 41,8 độ C khiến thị trấn này trở thành điểm nóng nhất ở Trung Quốc trong ngày 22 tháng 6. Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo màu cam là mức cao thứ hai trong thang cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, cho biết là nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C từ hôm nay đến ngày 24 tháng 6. Cơ quan NASA thành lập trung tâm thông tin về trái đất để ứng phó hành tinh đang thay đổi. Ngày 21 tháng 6, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA, cho biết là đã thành lập trung tâm thông tin mới về trái đất nhằm cung cấp dữ liệu giúp công chúng và các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm các biện pháp thích nghi và ứng phó với hành tinh đang thay đổi. Theo NASA, thì những dữ liệu như đánh giá nguy cơ lũ lụt, thông tin về hạn hán và bão, đánh giá việc kiểm soát cháy rừng có thể góp phần cải thiện cuộc sống của con người Trước việc đối mặt với các thảm họa, những thách thức về môi trường và thế giới đang thay đổi. Giám đốc NASA là ông Bill Nelson cho biết, trong hơn 60 năm qua, cơ quan NASA đã tận dụng ưu thế trong không gian để quan sát trái đất bằng vệ tinh và các công cụ trên trạm vũ trụ quốc tế để thu thập dữ liệu quan trọng, giúp bảo vệ sự sống. Theo ông thì trung tâm thông tin về trái đất sẽ giúp nhiều người đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Từ lính cứu hỏa dựa vào dữ liệu của NASA để kiểm soát cháy rừng cho đến các nông dân cần biết thời điểm và địa điểm để trồng trọt. Mưa đá đã đổ xuống sạp hát lớn ngoài trời ở Colorado tối thứ tư ngày 21 tháng 6, làm bị thương gần 100 khán giả chương trình ca nhạc của ca sĩ anh Louis Tomlinson theo USA Today. Bão lớn đã quét qua khu vực Denver vào tối thứ tư và văn phòng cơ quan khí tượng quốc gia ở Boulder cảnh báo mưa đá lớn bằng trái banh golf trở lên. Gần rạp Red Rocks Amphitheater ở Morrison cách Denver khoảng 10 dặm về phía Tây. Giới chức khuyến cáo là cư dân tìm nơi trú bão. Video lan truyền trên mạng xã hội từ rạp hát nổi tiếng thế giới này cho thấy mưa và mưa đá lớn trút xuống rạp, xa cộ và khán giả. Bảy khán giả đã được đưa đi bệnh viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và 80 tới 90 người khác bị rách da và gãy xương được điều trị tại hiện trường theo sở cứu hỏa West Metro ở Lakewood, Colorado. Ca sĩ Thomlinson, thành viên cũ ban nhạc One Direction, lên Twitter cho hay là anh đau lòng về chương trình này và hy vọng khán giả không sao. Google đang bị điều tra, cơ quan chống độc quyền Đức, Picard A thông báo là sẽ cấm một số hành vi được cho là cạnh tranh không lành mạnh của Google trong đó có việc kết hợp ứng dụng bản đồ Maps của hãng này với các dịch vụ khác của các nhà sản xuất xe. Picard A cho biết đã gửi các đánh giá pháp lý sơ bộ liên quan đến Google Automotive Services đến công ty chủ quản Alphabet và chi nhánh của Google tại Đức. Google Automotive Services là tổ hợp các công cụ tiện ích được gắn trên xe hơi, bao gồm dịch vụ bản đồ Google Maps, kho ứng dụng Google Play và trợ lý ảo Google Assistant. Theo cơ quan trên thì Google đã sử dụng phương thức bán hàng theo gói để mở rộng vị thế quyền lực của mình sang các thị trường vẫn còn cạnh tranh. Ngoài ra thì Bicard A cũng cho biết là Google đã ký thỏa thuận tham gia về doanh thu quảng cáo từ việc sử dụng dịch vụ Google Assistant với một số nhà sản xuất phương tiện, với điều kiện là giọng nói của trợ lý ảo sẽ được cài đặt độc quyền. Những bên được cấp phép bắt buộc phải đặt các dịch vụ của Google làm mặc định hoặc là bảo đảm chúng được hiển thị một cách nổi bật. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về các hoạt động kinh doanh tại Đức, Google sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi trước những cáo buộc trên. Ngân hàng Trung ương Anh ngày 22 tháng 6 đã quyết định nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trước nhiều thông tin cho thấy tình hình lạm phát cao tại nước này sẽ kéo dài lâu hơn. Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ mức 4,5 phần trăm lên 5 phần là mức cao nhất kể từ năm 2008 và đợt nâng lãi suất kỳ này cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Ngân hàng cho biết là các số liệu gần đây cho thấy tình hình lạm phát cao sẽ kéo dài hơn nữa. Trước khi có quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương, các thị trường tài chính dự đoán là lãi suất của ngân hàng này sẽ đạt đỉnh ở mức 6% vào cuối năm nay, trong khi con số dự đoán được các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters là 5%. Quyết định nâng lãi suất của ngân hàng trung ương Anh được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần trước đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,5%, và các ngân hàng trung ương của Thụy Điển và Na Uy cũng đã có động thái tương tự vào ngày 22 tháng 6. Ông Elon Musk thách đấu đánh tay đôi và ông Mark Zuckerberg đã nhận lời. Sau thời gian dài đụng độ trên mạng xã hội, ông Elon Musk và ông Mark Zuckerberg dường như sắp đánh nhau thật ngoài đời. Theo hãng AP đưa tin vào thứ Năm hôm nay, trong đoạn lời qua tiếng lại gây xôn xao Twitter và Instagram tuần này, hai tỷ phú công nghệ của Mỹ có vẻ đồng ý đấu trong lòng, tức là cage match ở Las Vegas. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Musk, chủ Twitter và người sáng lập kiêm tổng giám đốc hãng xe hơi điện Tesla đáp lại dòng tweet về việc có tin công ty Meta Platform của ông Zuckerberg chuẩn bị tung ra mạng xã hội Threads cạnh tranh với Twitter. Ông Musk đã mỉa mai rằng Thế giới sẽ nằm độc quyền dưới tay ông Zuckerberg mà không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, một người dùng Twitter đã cảnh báo đùa với ông Musk rằng ông Zuckerberg có võ Jiu-Jitsu, là môn võ cận chiến của Brazil. Tôi sẵn sàng đấu trong lòng nếu ông ta chịu, mắc cười quá. Ông Musk viết trên Twitter cuối hôm thứ ba. Không lâu sau thì ông Zuckerberg, tổng giám đốc Meta là công ty sở hữu Facebook và Instagram, tỏ ý nhận lời thách đấu của ông Musk. Nhắn cho tôi địa điểm đi, ông Zuckerberg viết trên Instagram. Đáp lại thì ông Musk đề nghị võ đài Octagon ở Las Vegas. Sau đó thì ông Musk nói đùa về tài nghệ đánh đấm cũng như là việc tập thể dục của ông, tỏ ý cho biết là trận đấu với ông Zuckerberg có lẽ không có thật. Tôi có chiêu này lợi hại lắm mà tôi gọi là chiêu hải mã, tức là chiêu nằm đè lên đối thủ mà không làm gì cả, ông Musk viết. Tôi hầu như chẳng bao giờ tập thể dục ngoại trừ đi đón con và tung con lên cao, Hiện vẫn chưa rõ hai nhà tỷ phú này có thượng đài thật hay không. Ông Musk đôi khi tweet cho đã rồi không làm. Trong khi đó thì The Verge báo mạng về công nghệ xác nhận là ông Zuckerberg nghiêm túc về chuyện đấu với ông Elon Musk và đang chờ chi tiết cụ thể. Nếu ông Musk quyết định giữ lời thách đấu. Bất chấp thì trận đấu này chưa chắc xảy ra, người ta đã bắt đầu ra cược cá độ. Hôm thứ Năm, DraftKings, công ty cá cược thể thao Mỹ, dự đoán là ông Zuckerberg có cơ hội thắng nhiều hơn là ông Musk. Cụ thể, đặt 100 đô la cho ông Musk thắng thì được 140 đô la, còn đặt 160 đô la ông Zuckerberg thắng thì chỉ được 100 đô la. Ông Zuckerberg, 39 tuổi, thật sự có tập võ tự do, MMA. Tháng trước, ông loan báo trên Facebook rằng ông vừa tham gia giải đấu Jiu Jitsu lần đầu tiên. Ông Musk, 51 tuổi, trước đây cho hay, hồi còn nhỏ ở Nam Phi, ông từng đánh lộn dữ dội ngoài đường tới hết năm 16 tuổi. Năm 2017 thì hai nhà tỷ phú đã đụng độ căng thẳng trên mạng xã hội về tương lai của trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó thì ông Musk cảnh báo mối nguy hiểm của AI, còn ông Zuckerberg lạc quan hơn về công nghệ này. Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cho phép bán thịt gà nuôi cấy trực tiếp từ tế bào động vật. Như vậy thì Hoa Kỳ là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Singapore cho phép bán thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ngày 21 tháng 6 đã cấp phép cho hai công ty khởi nghiệp là Good Meat và Upside Foods bán thịt gà nuôi cấy. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, hai công ty này đã được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép tương tự, trong đó xác nhận rằng thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các công ty này an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Trong quy trình nuôi cấy thịt, các tế bào được lấy từ động vật bằng phương pháp sinh thiết không gây hại. Sau đó được đặt trong những bình thép lớn được gọi là các lò phản ứng sinh học, chứa dung dịch gồm các chất dinh dưỡng như là muối, protein và carbohydrate. Ở nhiệt độ thích hợp, các tế bào được nuôi cấy sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Sau 2 đến 3 tuần nuôi cấy thì có thể thu hoạch thịt. Hương vị của thịt nuôi cấy được đánh giá là giống hoàn toàn hương vị của thịt tự nhiên. Do được sản xuất trong môi trường vô trùng nên thịt nuôi cấy ít gây nguy cơ nhiễm các bệnh về hóa chất. Theo Good Meat thì thịt nhiễm vi khuẩn từ chất thải của động vật là vấn đề lớn trong chăn nuôi và thịt nuôi cấy, ngăn ngừa được nguy cơ nhiễm khuẩn này. Theo kết quả một cuộc khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận Farm Forward thực hiện năm 2022, đối với 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, có đến 2 phần 3 số người được hỏi cho biết là họ sẽ tiêu thụ các sản phẩm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các nhà khảo cổ học Hà Lan thông báo là đã phát hiện được một địa điểm tôn giáo có niên đại 4.000 tuổi, được truyền thông nước này ví như là di tích Stonehenge của Hà Lan, bao gồm một gò chôn cất được sử dụng để tính toán lịch mặt trời. Quá trình khai quật bắt đầu vào năm 2017 ở một làng nhỏ, cách Utrecht khoảng 50 km về phía đông nam. Sau khi nghiên cứu màu sắc và thành phần của đất sét, các nhà khảo cổ học đã xác định được vị trí của ba gò chôn cất tại địa điểm khai quật, chỉ cách bờ sông Wall vài km. Các gò đất này đã được sử dụng làm nơi chôn cất trong khoảng 800 năm, Nơi đây hiện lưu giữ khoảng 60 bộ hài cốt nam giới, phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh hai gò nhỏ hơn, gò chính có đường kính khoảng 20m, với các lối đi được xếp thẳng hàng để đón ánh mặt trời chiếu thẳng vào những ngày dài nhất và ngắn nhất trong năm, phục vụ mục đích tính toán lịch mặt trời. Các nhà khảo cổ học cho rằng, cấu trúc độc đáo trên được người cổ đại sử dụng để xác định thời điểm quan trọng trong năm, bao gồm mùa lễ hội và mùa thu hoạch. Theo đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS Công trình gợi nhớ đến vòng tròn đá Stonehenge, một công trình cổ đại huyền bí ở Vương quốc Anh. Trong khi đó, thì trang Facebook chính thức của thị trấn Til, khẳng định đây là lần đầu tiên một địa điểm như vậy được phát hiện tại Hà Lan. Đáng chú ý là các nhà khảo cổ học đã phát hiện một hạt thủy tinh bên trong ngôi mộ. Hạt này sau đó đã được chứng minh là có nguồn gốc từ vùng lưỡng hà cổ đại, nay là Iraq. Giáo sư Đại học Groningen Stigin Arnold Arnoldosen cho rằng. Thủy tinh không được sản xuất ở Hà Lan thời đó và nói thêm là nó đã tồn tại hàng trăm năm trước khi được đưa đến ngôi mộ thông qua trao đổi và giao thương. Một cây cao nhất châu Á mọc ở hẻm núi sâu nhất thế giới. Một cây bách ở Trung Quốc là cây cao nhất được phát hiện ở châu Á. Cây bách này cũng được cho là cây cao thứ hai trên thế giới với chiều cao 102 m vượt xa tượng nữ thần tự do ở 93 m Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Bắc Kinh phát hiện cây bách khổng lồ hồi tháng 5 ở khu bảo tồn tự nhiên hẻm núi Nhã Lộ Tạng Bố tại huyện Ba Mật thuộc địa khu Lâm Chi, Tây Tạng, Trung Quốc. Nhã Lộ Tạng Bố là hẻm núi sâu nhất thế giới với độ sâu tối đa là 6.009 mét. Tuy chưa rõ cây bách thuộc loài nào, các nhà nghiên cứu suy đoán là đó có thể là loài bách Himalaya, Cupressus torulosa hoặc là bách Tây Tạng, Cupressus giganti. Cây bách đại thụ có đường kính 2,9 mét, Trước phát hiện này, cây cao nhất châu Á là một cây gỗ Yalo Meranti cao 101 m nằm ở khu bảo tồn thung lũng Danum tại Sabah của Malaysia. Hồi tháng 5 2022 thì các nhà nghiên cứu tìm thấy cây linh sam cao 83 m ở Tây Nam Trung Quốc. Ban đầu họ cho rằng đây là cây lớn nhất nước này. Cả nhóm cũng phát hiện cây cao 77 m ở huyện Mạc Thoát trước đó một tháng. Tiếp tục khảo sát trong năm nay thì các nhà nghiên cứu sử dụng drone, laser và radar để lập bản đồ cây trong khu vực và xác định chiều cao của chúng từ mặt đất. Một gia đình tỷ phú đăng tuyển bảo mẫu cho chó toàn thời gian với mức lương là 127.000 đô la Mỹ một năm. Người được chọn sẽ sống cùng với gia đình ở Knightsbridge, London, đây là một khu vực giàu có với những ngôi nhà rộng lớn thời Victoria và những quảng trường rợp bóng cây xanh, đặc biệt gần công viên Hyde của Hoàng gia Anh. Bảo mẫu sẽ phải dành sự quan tâm và chăm sóc hết mực cho những con chó và đối xử với chúng như những thành viên khác của gia đình. Theo nhà tuyển dụng George Rapden thuộc cơ quan tuyển dụng Fairfax và Kensington, đại diện cho gia đình, mức lương 127.000 đô la Mỹ là chưa từng có trong ngành ngay cả một bác sĩ thú y cũng khó mà kiếm được mức lương đó. Bảo mẫu sẽ được yêu cầu giám sát tất cả các loại thuốc cho chó, đưa chúng đến các cuộc hẹn cũng như là xây dựng chế độ tập thể dục. Ứng viên cần có khả năng xử lý thông tin nhạy cảm một cách thận trọng và bảo mật tối đa và không phải là người quá xuất chúng, giỏi thích nghi và từ bỏ khi muốn. Quý vị cảm thấy thế nào về công việc này? Quá lý tưởng phải không quý vị? Bộ phim Mission Impossible số 7 của Tom Cruise được dự đoán là thắng lớn theo Variety, phần 7 mang tên Mission Impossible 7 có buổi công chiếu sớm tại Rome của Ý vào 19 tháng 6. Ngay sau khi bộ phim kết thúc thì giới phê bình đã lên tiếng khen ngợi tác phẩm điện ảnh hành động mới của Tom Cruise và dự đoán rằng bộ phim này sẽ trở thành bơm tấn trong năm nay. Nhà phê bình Mike Ryan của Uproxx đã dành nhiều lời khen ngợi cho phần phim mới Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1 miêu tả bộ phim là quyết định đầy tham vọng của Christopher McQuarrie về AI và con đường nguy hiểm mà chúng ta đang đi tới. Đồng tình với Mike Ryan, tờ báo Screen Rant cho rằng đây là phần phim hay nhất trong toàn bộ loạt phim. Với AI trí tuệ nhân tạo ở tuyến phản diện, Mission Impossible số 7 mang tới một góc nhìn đáng sợ về tương lai khiến khán giả lập tức bị cuốn hút. Bên cạnh những cảnh hành động thì phần nội dung cũng được cho là thú vị và kịch bản được phát triển có chiều sâu. Đây là một điểm cộng lớn đối với một bộ phim hành động. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin nhanh nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành cũng như một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.